Bắt đầu. Chào mọi người, mình là Phạm Thị Hoàng Trâm, hiện nay đang là giám đốc của Hoa Tươi Tigon và đây là Nhật Vi, em gái của mình. Thì trong cái thời gian vừa qua, mình đã nhờ mọi người, mình hôm nay mình muốn gửi một cái lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Tối hôm qua lúc 9 giờ thì mình nhận được một cái tin rất là vui, đó là Nhật Vi đã được lọt vào cái top 5 của cái cuộc thi cắm hoa quốc tế do Đà Lạt Hát Văn tổ chức. Và đây là một cái tin mình phải nói là mình rất là vui, là vì Vi là một cô gái rất trẻ tuổi, cô ấy gọi là mới vào cái nghề hoa cách đây một năm thôi, thì cái việc mà lọt vào top 5 giữa những cái người những cái thí sinh nó quá là giỏi như vậy thì làm cho mình cực kỳ lo lắng. Và chính nhờ cái sự ủng hộ của các bạn, nhờ cái sự luôn luôn đồng hành, mọi người kêu gọi like và chia sẻ đã giúp Lên Vi lọt vào vòng trong. Thì bản thân mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Mình muốn cảm ơn tất cả anh em Tigon, muốn cảm ơn chị Vân Trinh, các cô giáo, các học sinh ở trường Huỳnh Văn Lỗi, cảm ơn tất cả các anh chị em ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ luôn luôn ủng hộ, luôn luôn giúp đỡ mình trong cái việc mà kêu gọi like và chia sẻ để bạn Vi có cái cơ hội bước vòng trong. Ngoài ra mình còn cảm ơn những người bạn bè, khách hàng của mình, những cái người đồng nghiệp, những người hàng xóm đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi và kêu gọi giùm mình trong cái việc mà kêu gọi like và chia sẻ. Cái lý do khi mà mình nhờ họ like và chia sẻ, nếu mà tự nhiên mình vào mình nói ơ anh ơi like giùm em, họ sẽ không hiểu và họ sẽ không thông cảm và họ sẽ không giúp đỡ mình. Nhưng bản thân mình vẫn nói với họ rằng là Vi là một cô gái rất trẻ tuổi, là em của em. Và Vi, đây là lần đầu tiên Vi được đi thi cuộc thi cắm hoa quốc tế. Em ấy đã rất là cố gắng và em ấy cũng hy vọng sẽ trở thành một người cắm hoa giỏi, một người được gọi là tiếp xúc với những cái cuộc thi lớn. Và đây là cái cuộc thi đầu tiên mà em ấy đang rất là hy vọng. Và mình mong mọi người có thể cho em ấy một cơ hội, giúp em ấy để cho em ấy một cơ hội được lọt vào vòng trong, được thi mà theo một cái tiêu chuẩn quốc tế. Và khi mình nói như vậy thì ai người ta cũng ủng hộ. Mình thật sự mình rất là cảm ơn, mình cảm ơn các bạn, mình cảm ơn tất cả mọi người. Và hôm qua thì sáng nay mình mới gặp Vi và mình muốn hỏi Vi rằng là khi mà em nhận được cái thông tin rằng em đã lọt vào top 5 thì em đã có cái cảm nghĩ như thế nào? Dạ, lúc đó em rất là vui vì do bao nhiêu nỗ lực của em cũng đã thành công rồi, nên em muốn cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em trong thời gian qua và em sẽ cố gắng trong cái cuộc thi sắp tới để không phụ lòng mọi người. Cái vòng thi tiếp theo. Thì đây là những cái cảm xúc của Vi. Thật là Vi cũng không mình hỏi lúc nãy mình hỏi là Vi em còn muốn có cảm nhận gì nữa không, nó không ngoài cái việc vui sướng em không còn biết nói gì hơn. Và bản thân mình cũng vậy, mặc dù đây là không phải là cuộc thi của mình nhưng đó là cuộc thi của em gái mình, là của một đồng nghiệp của mình, và mình luôn luôn hy vọng là mình sẽ được đồng hành cùng các em ấy. Cái hôm vừa rồi á, mình đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ và khi mà trong cái lúc mình đang kêu gọi like thì mình thấy có một bạn, chắc là bạn biết mình, thì bạn đã nói thế này, bạn đã nói là hình như bạn là chủ mà bạn rảnh ghê. Thì khi mình nghe cái câu đó mình cũng có nhìn bạn đó, nhưng mà thôi mình đang còn rất là nhiều việc. Và hôm nay mình muốn nói luôn cái quan điểm của mình như thế này, bản thân mình á đúng là chủ, và không biết cái người mà nói mình như vậy là họ có phải là chủ hay không, nhưng mà đối với mình biết rằng một người chủ họ không hề rảnh, họ rất bận rộn. Nhưng mà với mình sẽ dành cái thời gian quý báu của mình để giúp đỡ nhân viên của mình trong cái lúc mà họ cần mình nhất. Chỉ có như vậy thôi. Và cái việc mình là kêu gọi like và chia sẻ vì chính mình hiểu nhân viên của mình, mình hiểu em gái của mình, mình hiểu em gái đang rất khát khao, đang rất mong muốn được vào vòng trong để bạn có cái cơ hội thử thách với những cái bạn thí sinh khác. Và trong cái cuộc thi lần này, trong vòng 3 năm trở lại đây, thì cái cuộc thi lần này là cái cuộc thi mà mình
mình phải nói là mình nhìn được những tác phẩm, mình nhìn được những cái bạn tham gia là một cái nguồn thí sinh cực kỳ chất lượng luôn. Và mình vẫn nói với Vy rằng là nếu mà em không cố gắng và em không quyết tâm hết mình thì sẽ khó được lọt vào vòng trong. Tại vì 20 thí sinh năm nay họ là quá xuất sắc, thật sự là quá xuất sắc luôn. Và cái việc chỉ chọn, mình biết rằng cái việc chỉ chọn 5 người đó là những cái khó khăn cho ban giám khảo luôn á. Do vậy mà cái việc đồng hành cùng Vy, việc mà mình kêu gọi like và chia sẻ giúp Vy đạt được ước mơ của mình, nó là cái tâm nguyện của mình. Bản thân mình thì mình không có hoa giỏi đâu các bạn, nhưng mình muốn chắc chắn vào những cái mong muốn, những cái ước mơ của các em. Và mỗi người họ sẽ yêu thương nhân viên mình, họ sẽ giúp đỡ nhân viên mình một cách khác nhau. Do vậy mà mình tôn trọng cái ý kiến của bạn, mình tôn trọng cái cách của mình, và mình vẫn sẽ luôn dùng cái cách đó để đối đãi với nhân viên của mình, để giúp các em thực hiện được ước mơ. Và thông qua cái cuộc thi này, mình thật sự một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Mình mong muốn là không những mọi người đồng hành cùng Vy, mà mọi người đồng hành cùng mình, cùng Tigon, để Tigon phát triển ngày càng tốt hơn. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở những cái video lần sau. Mình cảm ơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn.